Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình trả lời một thắc mắc của một bạn liên quan về toán có lời văn. Khi các bạn gặp toán có lời văn, các bạn nên tóm tắt giúp lợi. Tóm tắt giúp cho các bạn nhớ cái đề nó viết cái gì trong đó, được chưa? Để các bạn vận dụng kiến thức nào để giải bài toán đó. Rồi, bắt đầu. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 mét. Nửa chu vi 26 mét. Chiều rộng kém chiều dài 8 mét. Thì chiều rộng kém chiều dài 8 mét thì các bạn cũng có thể hiểu là chiều dài hơn chiều rộng 8 mét, được chưa? Các bạn phải hiểu điều đó nha. Rộng kém chiều dài 8 mét, tính chiều dài chấm hỏi mét, và chiều rộng chấm hỏi mét. Thì ở đây nè, khi các bạn gặp bài toán mà có nửa chu vi hoặc là chu vi và chiều rộng kém chiều dài hoặc là chiều dài hơn chiều rộng thì các bạn nghĩ ngay đó là dạng tổng hiệu, được chưa? Dạng tổng hiệu. Bắt đầu các bạn nha. Rồi, nửa chu vi hình chữ nhật chính là dài, đây là nhát nha, nhát để cho các bạn hiểu. Dài cộng rộng bằng 26, đúng chưa? Nửa chu vi chính là dài cộng rộng bằng 26. Tiếp theo, chiều rộng kém chiều dài, hay nói chiều dài hơn, lấy thằng nhiều nè trừ thằng ít nè. Ở dài hơn rộng bằng bao nhiêu ạ? Bằng 8, được chưa? Vậy ta đã quay về phép cộng, đây gọi là tổng. Nửa chu vi chính là tổng, để là trừ, đây được gọi là hiệu, hơn kém gọi là hiệu, ok chưa ạ? Vậy chiều dài chính là số hạng thứ nhất trong công thức tính tổng hiệu đó các bạn. Số hạng thứ nhất bằng tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Chiều rộng chính là số hạng thứ 2, sẽ bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Đó là công thức. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần giải và áp dụng công thức. Giải số hạng thứ nhất chính là chiều dài hình chữ nhật, mình viết tắt nha, hình chữ nhật là tổng là nửa chu vi là 26 cộng hiệu là 8 tất cả chia 2. Đối với phép tính thì các bạn làm trong ngoặc nè, rồi tới phép chia bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Tương tự chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi và các bạn nhớ đáp số, ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.